rồi, ngồi đó rồi. Kênh năm đi với mình anh không đi luôn nha mấy bạn. Trời ơi trời ơi quá. Nay anh sợ mình rồi. Đưa lúc cậu với nha. Ủa đẳng có lưới hồi nào dân nhà nào qua đây chưa thăm. Lý do là mấy ngày nay anh em mình không có đi thăm lưới rắn, không có làm gì được nha mấy bạn. Tại mấy nay mưa bão quá. Nay mình thấy trời hơi nắng nắng nè. Mình với anh Năm, anh Châu với lại Mãi nay đi thăm rắn. Thăm hết mấy lưới luôn. Ủa Mãi mới nghe tiếng xe đi đâu rồi hả? Thôi anh chỉ lại họ nó quánh luôn bây giờ. Lắm. Hả? Lắm. Cái gì? Rắn. Thấy không? Dính lưới ở đâu mất tưởng mất từ lưới vô không thấy hả? Người nào? Hổm. Dính có không? Còn cái tay quơ quơ đổ lòi ra nó còn miếng à, đổ nó gỉ ra đá đầu mới ra cái lưới. Nó lòi đâu? Lòi vô trong cái phòng bông đó. Này là máy xịt mấy ông nha các bạn. Tại dưới gầm cầu này ông nghệ nhiều quá. Rồi vô đi. Vô xịt kỹ kỹ đi. Về về không á. Con luôn, nhiều dữ vậy mà. Về về không á. Quá con luôn. Ủa mà mấy cầu phim có một cây cầu này có ngộ đạo quá. Không, bình thường ở đây ít ai dân á, bởi thành ra nó mới ở vậy nè. Quá trời còn nhiều luôn rồi. Nhiều lắm, ông nhiều lắm. Chết rồi. Thịt cái nó béo à. Chết rồi không? Cái gì? Đây là ông nghệ nữa mấy bạn. Quá chừng luôn nè. Đây đi, đây bắt rắn nè. Đi bắt rắn. Hết luôn đi. Để mà đâu rồi. À. Ừ. Cậu cũng đụng má thằng bảo đảm mà dính liền. Dính liền luôn á mấy con. Mà nó địa bàn ở đây ngon nha mấy bạn. Bình thường này ngon lắm à. Gỡ Năm ơi, mấy ổ ông nó gỡ Năm ơi. Ông hà luôn dưới này. Trong đây ra là cái hang đó. Cầm sao ở bên góc bên đây cầu này mình làm luôn không? Làm hết luôn rồi. Ơi góc này rậm dữ anh Châu ơi. Ừ. Rồi cái góc này quá trời rậm luôn nè. Góc này anh thấy nó rậm lắm á. Ừ, góc này có lý. Nhưng mà giờ em vô trong phải dọn dẹp nữa đó. Nó ầm tụm tụm. Cục quá. Mãi dăng ngang coi mãi, coi lưới này dài được nhiêu mãi. Dăng ngang coi. Hết sải thai không? Này cục. Tay này cục ơi. Cái tay lưới này khoảng hơn thước nha anh em. Đâu rồi? Còn chết hả? Chạy vô đám rồi. Rồi á. Ôi nó đụng má. Cái gì không thấy gì hả? Cố gắng nằm đây luôn hay gì nè. Cố gắng chắc ăn rồi. Mẹ cố gắng nè. Đó này nó. Chắc ăn luôn cái ngừ luôn. Nghe mùi của mùa mùi hành hay gì anh Châu? Chuột đồ nó ở đây rồi, nó theo ở đây chứ đâu. Nó ngoại trưa nay anh em mình vô trễ, hồi sáng mãi cũng có đi thăm dính được con lông thừa, chắc cũng được cả ký rưỡi nha anh em. Để giờ mình đi thăm rắn hết, với lại đặt thêm vài tay lưới ở dưới gầm cầu nữa đi. Rồi mình về. Chút nữa mình quay cái con rắn mà Mãi đi thăm hồi sáng 1,5 kg đó cho anh em cùng xem nha. Ở đây hôm nay Mãi dân là dính lông thừa là nhiều. Lông thừa là hổ dện đó nha anh em. Hôm cũng có dính được hai con hổ hành. Mà hai hổ hành là đi thăm trễ quá, nó chết queo rồi. Rồi thịt nó luôn rồi. Để đưa tay lưới nằm liền cái trong đó thấy có ông gì không Mãi? Không, im ru à. Thấy trống Mãi có lý không Mãi? Ngon. Hả? Ngon.
hôm nay chạy hoài cái chân đây mà chưa dăng. Đó, mãi đang ngồi trong hốc nha anh em. Đây là có hành cho ăn rồi. Sao à, giá ráng mỗi chỗ gì kiếm được con hữu hành hay con lông thừa cũng được. Trời, đi lại coi cái bãi nha. Ê mẹ, cái nhào tốt quá ta. Cái gì dịch dịch xem hả? Chứ dịch xem sao nói dịch xem nấu cháo. Cháo nữa, ăn cháo nữa chứ nấu con 2 3 kg mà ăn hết được. Dịch xem 2 3 kg luôn hả? Ừ. Nhưng mà bình thường con dịch xem phải 3 kg trở lên anh ăn mới ngon chứ bây giờ anh ăn nhỏ quá nó hồi lông lắm. Đâu có dịch này máy mà. Trời ơi, dịch này đã đâu 4 5 tháng rồi. Nhưng mà nếu mà được con cỡ 4 5 kg thì mình ăn mình cảm giác nó thơm lông. Còn mấy nhỏ á mình ăn hôi lông lắm. Vậy là hồi gì xào chao luôn. Xào chao mới ngon, xào chao nó mới hôi lông thiệt luôn như mà ăn bánh trầu. Thì đúng rồi. Ừ, xào chao với lại mấy nó miếng cháo phốc mẹ ơi. Thì nó phải bự lên kìa nó mới thơm lông được. Mày ngon, cái mà leo lên bẻ gì mà. Ừ. Còn ngu trái lông thằng ta. Bẻ lại đâu bẻ xuống leo lên bẻ thứ nhánh ngoài mày. Leo bẻ thứ nhánh này. Quá tao trái. Cái trái gì mà trái nhiều dữ vậy? Dữ vậy. Bẻ nguyên cái nhánh xuống luôn đụng má đem về cho ổng cứu lên. Đâu là trái gì đâu. Mà. Ngủ không đâu được. Trái này sao giống trái tắc quá. Không phải, má là không được rồi, ngủ không à. Cho năm năm cắn thử cái anh em. Thôi ngủ không được rồi. Nếu mà cái loại mà chua nó đâu có ngủ đâu Tấn. Chua mà nó mềm. Chua là nó không có mềm không nói là nó không có ngủ. Thôi vậy bác dịch đi. Trời ơi. Bữa nào đi làm được. Mấy chỗ vậy bà chu vô dính lòng thằng luôn. Rồi giờ làm gì? Xin cho anh dịch xem. Dưới đây có đồ nấu không đây? Ủa này sao nước đục ngầu quá? Không đâu có xả ra đâu. Vậy hả? Ngon à? Ngon hơn sao anh thấy im ru nè. Giống là cái phi bự bự không biết. Nghe bài dịch mới ngon. Thôi để Cần Thủ đánh giá đi. Điểm này thì anh Châu Cần Thủ nó là câu không được nha anh em. Anh em quay coi cái cần trước đi hả? Đây đó, cần câu này. Cần câu dài cỡ phút rưỡi á. Đây là mồi nè anh em. Đó, ông mồi ông bần. Này măng của nhà anh em liền luôn nha anh em. Quá trình luôn. Mà chưa lớn. Hả? Ủa con này con gì ta? Ôi ơi, anh Châu lựa điểm. Biết dính cá không đem cái thùng bự hết nấu. Nó nè lên nè. Lên nè lên nè. Nãy anh em mình cũng đã đi đặt thêm một mớ lưới với lại anh em mình cũng đã có đi thăm mà bữa nay thăm mình không có dính được con gì nha. Tại hồi sáng mãi cũng đã có đi thăm sơ á. Rắn hữu dợn rồi. Nên giờ anh em mình bị mắc mưa rồi, thôi anh em mình về đây mình câu vài con cá nữa về bên nhà mãi để mình quay con rắn hồi sáng mãi dính cho anh em xem. Với lại anh em cũng có bắt con vịt. Chế biến chút nữa làm món gì đó mình quay chia sẻ với anh em cùng xem ha. Anh em mới bắt vịt xiêm. Cháo. Làm cháo với lại nấu cháo. À, cháo vịt xiêm. Nấu cháo với lại nấu cháo. Hồi nữa quá trình mình làm mình quay cho anh em xem nha. Đây có anh thợ đầu bếp em đời thứ 18 của Danh Canh Nút. Trời mốt nó mua ở nhà có 10 20 kg gạo, có nấu gì không? Có thùng phụ, em có xô phụ. Thì chắc không bỏ gì cháo luôn. Con rắn lông thừa này sáng mãi sớm rồi chín hồi sáng nha các bạn. Ừ. Con cá. Bà sáng em nói ký mấy hả mày? Ký tư qua ký tư. Ký tư nha các bạn. Sống không? Sống không? Luôn luôn rồi. Đụng mày chết rồi, bỏ cháo luôn. Ê. Con. Con ngon lành ngon lành ngon lành. Tính ra con này mà ký tư mà mình nhìn thấy vậy mà hổm con 2.6 kg ghê ha, gấp đôi con này. Gấp đôi. Cho hổm em thêm 1 kg nữa mà kiếm 2 nữa mà. Thì chạy như gần gấp đôi rồi. Kỹ kỹ chú Hai ơi.
dính kỹ kỹ. Dính gần quá coi chừng dính. Cái gì vậy? Từ nè. Nè nắm đầu. Rồi, chú hai cầm cho con Mỹ đó. Dậy đây, dậy. Nổi không? À, cho dịnh cho con nè. Con này ký tư nha anh em. Đó. Miếng nữa đi. Giờ nó bò đâu có nhà nữa đâu. Đúng rồi, giờ nó khờ luôn rồi. Bò luôn quá trời quần. Nè nắm đầu ơi. Được không? Được. Rửa nó luôn Châu ơi, để tội nghiệp nó sình không. Vô đây tắm vô đi. Rồi vô. Đâm liền làm đổ mắm luôn rồi. Mà này quá. Rồi rửa nó luôn chú hai ơi. Bây giờ hai anh em mình nói chung là có mình mãi thôi, mãi ngồi mãi cắt bông chuối này. Mình ngồi mình chia sẻ clip cho anh em cùng xem nha. Có mấy gà này sao mà nó giống vịt quá, nó phải đi tắm mưa hả? Nhậu là cũng nhờ anh Năm nghe các bạn. Anh Năm có con vịt nè, đó. Chứ nay đi thăm rắn không có dính gì á. Thăm rắn dính vịt. Không vàng không có. Đi thăm cá cũng không có con nào á. Cười lên cắn anh Năm. Quá. Không phụ đỡ mà. Vàng mới ngon chứ. Tại ơi sao cao mà vàng không nổi. Tại vì anh cháu nè. Gì anh kiếm gì? Tính ra đợt trước trái Hà thì mình anh Năm đi hái hà. Còn hiện tại giờ tới 3 người hái luôn nha anh em. 3 anh em là chia ra kiếm nè.
ăn mướp gì mà ra trái không kịp ăn nè. Đó, thấy chưa, thấy trái chưa? Thấy nãy sau lưng mãi nè, đâu đây em có một trái hai trái nè. Châu hái rồi. Giờ mướp phải 4 người hái mới được. Kiếm, tại vì một người hái mà tới 3 người kiếm lận. Vịt nấu chao nha anh em, với lại cháo vịt xiêm. Cháo này. Này là chủ nhân của con vịt. Nên anh em mình đi thăm không có con gì hết á, về anh Năm ảnh mới bắt con vịt cho anh em mình làm xương xương nè. Còn này là bông chuối nha, gọi bông chuối. Rồi quá. Trời ơi, chào và chú hai gọi đẹp quá. Ra nè. Rồi bữa nay không thấy mướp luôn. Trời ơi. Ủa có hai cái mướp hả? Mướp vô Năm Liền, ngon lắm Năm Liền. Ở đâu ai đâu rồi khu bia vậy? Rớt rồi đó đi. Rớt rồi ông nội. Rồi, vô Năm ơi. Đâu mà mấy anh em luôn nha. Rổ nè anh em. Rổ này rổ chú chá. Ngon. Đã lên cho. Ngon. Kêu ai vậy? Tèo tèo chứ. Chà, đó đó. Cà rau à? Không, rồi. Rồi. Nó điện thoại hắn điện có khi nào điện được không? Sao Năm thấy được hơn Năm? Cháu rồi thấy được không? Có đã. Được. Ở chú hai, con chú hai ha. Rồi, con ngồi không hả con? Con chồng chữ chết rồi. Rồi, dạ, rồi chú. Ngồi không? Con ăn đây, con ăn đây, lát sạch cái nữa. Ngậm không hồng, đột, đột, lát nhả nè. Vô bé, ăn cháo đi, mặt vui lên, sao buồn quá vậy? Cứ vô lên đi. Ủa má, chỗ ăn nhậu mà mặt em thích liền đâu. Vô lên em. Tôi nào bị chặn cuộc gọi rồi, để không được. Không ra, không thiệt hoài. Ra tao hứa ra, ra không ra thôi. Đủ má người Tàu người ta là xài chi tiếng một tiếng thước thứ sao mời không ra thôi một tiếng nữa mời điện hoài. Phan đó không? Đủ đá đang gấp nha. Ờ quá vậy nhả đâu quá vậy mà cầm điện thoại điện mình hoài luôn. Tốn tôi nha. Cái bút cua kỳ kỳ quá hả? Trời ơi nó đã. Ngon. Ngon. Làm cục thịt cũng ngon rồi. Không mà ra đi 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 ăn rắn mà đủ dính vịt chứ. Ôi vịt nó cao luôn. Ok, hai ngày nào có dính cũng là vui rồi. Con gì cũng được. Ăn rắn dính vịt. Ngon lắm, ngon lắm. Quá ngon. Hồi lạc quá em. Cháo hả? Ừ. Cháo hồi lạc. Cháo chấm. Ngon quá Năm á. Mắm á. Bé nó không nhậu đây đâu mất tiêu ra. Cò của ông Năm hả? Cái à? Cò của ông Năm hả? Ừ. Vịt ăn vịt cò. Vịt xe ba. Cháo nước mắm với chấm gì nè? Chấm nước mắm. Cháo nè. Cháo đó. Chào hả? Ừ. Chào chấm chào luôn. Đây ông Năm nó là cò. Đó, nằm liền có con cò đã lắm mày. Mày gì chim bự. Mày chim kia. Bé không nhậu đi mất tiêu ta. Cò khái. Ôi trời ơi. Có gì phải uống với anh Châu một cái. Ừ. Ăn nhậu rồi má lại có là quất liền thấy không? Mấy cái ăn đi mẹ. Ủa mẹ. Mãi. Ủa nó dài rồi sao nút nút đã cũng được à. Ai? Ai? Được chú cháu được không? Trời nó nít mà. Con thấy cũng vừa đó, chú thấy hơi lạc hả? Bỏ gỏi vô chai cháo, bỏ vô. Nãy mới hấp vô chai cháo chưa có vừa. Bỏ vô, bỏ nước mắm, nấu nước mắm ta nêm đặng có gì chan vô. Cũng ngon. Cũng chan đi chắc ăn hơn. Chan hơn chắc hơn. Không thà là lạc mình dễ chứ không phải mặn quá là không ngon. Mặn quá vô độ vô thèm là cháo này hấp là ok hả? Cái thà lạc mình nêm nước mắm vô. Chứ không mặn quá là đâu rồi. Mặn quá thì anh nêm nước vô nhưng mà anh nêm nước vô nó không có ngon. Nó chứ lớt luôn à. Anh quay người ta không quay anh Tấn. Đâu chủ yếu quay anh Châu thôi chứ. Đúng rồi. Đó là chủ chốt phải không? Ừ. Anh em bù hộ lộn. giúp đỡ mà bù hộ chết luôn à. Chết. Đi giờ 100 triệu like thôi hả? À? Đâu có anh nói lộn thì nói lại không sao anh Châu bình thường. Sao không nói chị rồi nghe em. Có chị đâu nói. Ai nói rồi nghe. Tính rồi nó hiền ha. Cái đường hang khô ra có cò không? Cái mớ cò mấy gì mời không đủ tôi đi theo đi dịnh dịnh mày cũng được. Thuốc mày được. Bữa em rủ anh Tư à. Nấu chín đó. Bữa em bị té đó. Ra cái cò cò rủ anh Tư đi. Mày nghe cái đi đảo đảo đi. Anh Tấn luôn. Anh là thôi thôi. Cái là thôi rồi thôi luôn chứ giờ ấy cũng gần xong hết rồi. Giờ này về sớm giờ là xong rồi. Đã không bữa. Làm gì Tấn? Ta đi làm tiền chế hả? Cuối tháng này qua tiền công bển làm. Là sửa là mấy cái bộ cửa trong Tân Thành á. Qua đây là. Anh Tấn nha. Dạ. Của ủy ban hả? Nhà dân.
tự mẹ nó đi. Nó đùm nó tại thợ hồ mới sửa chứ không thợ không thà tại thợ hồ đâu sửa. Nên liền lấy đâm ra mày. Đâm ra nó nặng rồi đúng không? Đủ mới lấy số ông đi câu với đi câu xong em liền đưa tụi mình cái thùng đạp ông hết sập lép luôn hỏi ông đâu nữa. Ông mà bá cho ông bụng ông đạp mẹ trơn ông rồi. Đủ ra tao bỏ ra đạp. Tao chưa lại tới à. Bỏ hoài. Mấy cái chờ đó đường rồi qua hết đá rồi. Để biết nó. Ông gì đâu nó về 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 thấy ghê rồi. Lại qua nó không bỏ tủ lạnh nó bỏ đây nè. Đâu sợ dễ chảy chứ. Phải. Sáng ngày nước đá còn nhóc còn nhớ tủ. À, qua nước đá còn bự. Còn mà để hả hỏng cái gì á. Không đẩy luôn đẩy ra đắp cho chùm luôn rồi. Tao thấy. Không nó phải trừ lạnh mới được chứ nếu mà. Không còn cái chai nữa đó bỏ đi. Nhưng mà em đã xả lạnh rồi mà em trữ lạnh lại là không được. Uống ngày qua rồi đó, ngày qua còn này mới uống mua ngày qua nữa. Còn mới uống gì tính. Bữa trước á, ngoài mẹ của nó nhét luôn. Tới nó liệu nó là đưa đây ông dũng nội. Nó uống hồn, à, biết thấy nhỏ còn tôi nó không uống. Ủa đủ mấy tới người ta chứ không có mà chỉ đợi điều thì phạt có đúng không? Thấy nhỏ còn không uống ăn không à, biết là rồi. Nó thấy nhỏ còn không uống ăn. Cái gì? Nó cũng ít uống nữa. Nó ít uống nữa. Tội nghiệp nó đưa tới quốc này cho tôi. Lịch tử này đây, nó về luôn ra. Đây, tỉnh. Thầy biết.